Cô chào các em, cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong môn địa lý tuần này nhé. Ở các tiết học trước, các em đã được tìm hiểu ba châu lục, đó là châu Á, châu Âu và châu Phi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thêm một châu lục mới. Các em có muốn biết đó là châu lục nào không? À, vậy hãy cùng cô bước vào bài học ngày hôm nay nhé. Trên màn hình là hình ảnh nhà thám hiểm Christopher Columbus cùng với chiếc tàu thám hiểm vượt đại Tây Dương của ông. Sáng sớm ngày 12 tháng 10 năm 1492, trên cuộc hành trình đi tìm Ấn Độ bằng đường biển, Christopher Columbus đã khám phá ra vùng đất chưa ai biết đến, mở đầu cho việc tìm hiểu tân thế giới và dẫn tới việc phổ biến nền văn minh Tây phương trên lục địa này. Vậy các em hãy cho cô biết chuỗi hình ảnh bên liên quan tới sự kiện nào? À, dễ đúng không nào? Đó là sự kiện tìm ra châu Mỹ. Để hiểu sâu hơn về châu Mỹ, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Bài châu Mỹ. Bài học ngày hôm nay gồm có hai hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất là vị trí và giới hạn của châu Mỹ. Hoạt động thứ hai là đặc điểm tự nhiên của châu Mỹ. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 120. Chúng mình sẽ cùng đi vào tìm hiểu hoạt động đầu tiên, vị trí địa lý và giới hạn của châu Mỹ. Các em hãy quan sát lược đồ trang 102 để xác định xem châu Mỹ nằm ở bán cầu nào, châu Mỹ giáp với những đại dương nào. Cô mời các em nhìn vào lược đồ các châu lục và đại dương. Cô có đường phân chia hai bán cầu như hình vẽ. Phần bên phải là bán cầu đông, phần bên trái là bán cầu tây. Vậy châu lục nào nằm ở bán cầu đông, châu lục nào nằm ở bán cầu tây? À, thật dễ để nhìn ra đúng không nào các em? Châu lục mà các em đã học đều nằm ở bán cầu đông, còn bán cầu tây chỉ có duy nhất một châu lục, đó là châu Mỹ. Vậy theo các em, châu Mỹ được chia thành những khu vực nào? Cô mời các em tiếp tục quan sát hình 1. À, châu Mỹ được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là Bắc Mỹ. Phần thứ hai là Nam Mỹ. Và phần thứ ba là Trung Mỹ nối liền Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Vậy chúng ta có thể kết luận được rằng châu Mỹ nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Giới thiệu với các em, đây là bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục mà các em đã được gặp ở bài 17. Nhìn vào bảng số liệu này, chúng ta có thể biết được rằng châu Mỹ có diện tích là 42 triệu km2. Và so với các châu lục khác thì châu Mỹ đứng thứ hai về diện tích. Như vậy, các em vừa tìm hiểu được vị trí địa lý và giới hạn của châu Mỹ rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá xem thiên nhiên địa hình cũng như khí hậu của châu Mỹ có gì đặc biệt nhé. Để tìm được câu trả lời, chúng mình sẽ cùng đi vào hoạt động tiếp theo, đó là đặc điểm tự nhiên của châu Mỹ. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu xem thiên nhiên ở châu Mỹ có điều gì khác so với các châu lục mà các em đã học. Cô mời các em quan sát hình ảnh thiên nhiên ở châu Mỹ như núi Andes ở Peru, đồng bằng trung tâm Hoa Kỳ, thác Niagara ở Hoa Kỳ, sông Amazon ở Brazil, hoa
hoang mạc Atacama ở Chile và bãi biển ở vùng Caribe. Những hình ảnh rất đẹp đúng không nào các em? Và bây giờ cô có một yêu cầu nhỏ như sau. Các em hãy tìm vị trí các ảnh chụp với các chữ A, B, C, D, E, G trên lược đồ và cho biết các ảnh đó được chụp ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ hay Nam Mỹ. Nếu các em quan sát kỹ lược đồ tự nhiên châu Mỹ và bảng chú giải, các em có thể dễ dàng nhận ra được vị trí của các chữ cái cũng như các bức ảnh ở hình 2 thuộc khu vực nào của châu Mỹ đúng không? Các em hãy cùng cô kiểm tra nhé. Chúng ta có núi Andes thuộc Nam Mỹ, đồng bằng trung tâm thuộc Bắc Mỹ, thác Niagara thuộc Bắc Mỹ, sông Amazon thuộc Nam Mỹ, hoang mạc Atacama thuộc Nam Mỹ và bãi biển ở vùng Caribe thuộc biển Caribe của Trung Mỹ. Qua bài tập này, chúng ta thấy được rằng thiên nhiên châu Mỹ rất đa dạng và phong phú, mỗi vùng mỗi miền có những cảnh đẹp khác nhau. Vậy còn địa hình của châu Mỹ thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nhé. Địa hình của châu Mỹ như thế nào? Các em hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau. Địa hình của châu Mỹ thay đổi như thế nào từ Tây sang Đông? Thứ hai, nêu tên các dãy núi cao ở phía Tây châu Mỹ, các đồng bằng lớn của châu Mỹ, các núi thấp và cao nguyên ở phía Đông châu Mỹ và hai con sông lớn ở châu Mỹ. Chúng mình sẽ đi vào từng câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên, địa hình của châu Mỹ có đặc điểm gì? Địa hình của châu Mỹ thay đổi từ Tây sang Đông. Dọc bờ biển phía Tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn, phía Đông là các dãy núi thấp và cao nguyên. Với địa hình như vậy thì khí hậu của châu Mỹ sẽ như thế nào? Chúng mình sẽ tìm hiểu phần khí hậu nhé. Cô mời các em hãy theo dõi sách giáo khoa và quan sát lược đồ rồi trả lời cho cô câu hỏi sau. Châu Mỹ trải dài trên các đới khí hậu nào? Tại sao châu Mỹ lại có nhiều đới khí hậu? Và nêu tác dụng của rừng Amazon. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên. Châu Mỹ trải dài trên các đới khí hậu nào? Lãnh thổ châu Mỹ trải dài trên nhiều đới khí hậu, đó là hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Vậy thì tại sao châu Mỹ lại có nhiều đới khí hậu? Các em hãy quan sát lược đồ. Khí hậu hàn đới giá lạnh ở vùng Bắc Băng Dương. Qua vòng Bắc Cực xuống phía Nam, khu vực Bắc Mỹ lại có khí hậu ôn đới. Trung Mỹ và Nam Mỹ nằm hai bên đường xích đạo thì lại có khí hậu nhiệt đới. Đó là lý do vì sao châu Mỹ lại có nhiều đới khí hậu. Trên màn hình các bạn đang xem bây giờ là hình ảnh gì các bạn biết không? Đây là hình ảnh rừng Amazon. Vậy thì cô có câu hỏi như sau. Rừng rậm Amazon có tác dụng như thế nào đối với khí hậu của châu Mỹ? Mời các em đến với câu trả lời của cô. Đây là khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, làm trong lành và dịu mát khí hậu nhiệt đới Nam Mỹ, điều tiết sông ngòi. Nơi đây được ví là lá phổi xanh của trái đất.
Các em vừa được tìm hiểu vị trí địa lý và giới hạn cũng như đặc điểm tự nhiên của khu vực châu Mỹ. Bây giờ chúng ta cùng điểm lại những kiến thức cần ghi nhớ của bài học này nhé. Các em nhớ giúp cô, châu Mỹ nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Châu Mỹ có thiên nhiên đa dạng và phong phú. Rừng Amazon là vùng rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới. Qua bài học ngày hôm nay, các em đã có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về châu Mỹ đúng không nào? Đây là một châu lục luôn gây ấn tượng với các du khách bởi những danh lam thắng cảnh của mình. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Cô hy vọng các em sẽ tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích cho mình và càng ngày càng yêu thích môn địa lý. Cô chúc các em học thật tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.